Và xin nói chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với chương trình này, chúng ta có thể khám phá được rất nhiều gu ẩm thực khác nhau của những nghệ sĩ nổi tiếng, và gạch đó những món quà rất là ý nghĩa đến từ những fan hâm mộ bằng những món ăn ngon sẽ dành tặng cho những nghệ sĩ đó. Và chắc chắn những phần quà sẽ là những động lực để giúp cho hai món ăn thi đấu với nhau sẽ càng trở nên thú vị hơn. Ngay sau đây, Hoài Đa Bơ xin được phép giới thiệu với quý vị một trong những nữ diễn viên trẻ rất dễ thương, đáng yêu, nét diễn cực kỳ duyên dáng và hài hước. Bên cạnh đó, sự duyên ngầm của cô ấy vẫn luôn lan tỏa đến khắp showbiz Việt, và đến tận thời điểm hiện tại thì số lượng fan của cô ấy càng ngày càng tăng lên bởi sự trưởng thành và chững chạc của cô ấy. Xin mời quý vị chào đón diễn viên Phương Lan. Lan ơi, trốn thành đô nhà xe rực rỡ, em đừng đứng đó nhai dưa leo như đúng rồi. Qua đây em đắp mặt cho nè. Lan đẹp da lắm. Gì? Vô chương trình rồi, quay đâu, ơi. Vô đâu, nãy mới ai kêu Lan kêu em ra là kêu đắp mặt nè, đây đắp. Ủa, cho lâu, trời, chắc không? Mới giới thiệu được chứ. Ủa quay hả? Trưởng thành rồi, quay rồi. Ủa, nãy đâu ai nói? Fan nhiều quá. Ủa, dạ, fan hả? Mấy triệu người đang coi đó. Vô. Này, cầm, vô. Em chào mọi người cả. Ủa, dưa leo qua nhà nè. Lấy trong tủ lạnh nè. Trời, tự nhiên vậy luôn hả? Vô nào không hay luôn á. Có đâu, em lẹ lắm, thường mỗi lần mà vô nhà là em kiếm tủ lạnh đồ ăn, đồ bếp, đồ trước không ạ. Hoài Đa Bơ xin được phép cập nhật thêm một số thông tin là số lượng fan càng ngày càng tăng thì cũng tỷ lệ nghịch lại số lượng mà người mà yêu thương mà theo đuổi mà trở thành người yêu của Lan càng ngày càng giảm. Đó, ham ăn tôi uống vô nhà người ta cái vô dọc đồ ăn ta liền. Trời, anh biết tính em rồi, đúng không? Quên nó còn trên mặt luôn hả? Đó, biết là da mặt đẹp rồi. Không phải, tại vì mê lắm, mê làm đẹp lắm. Mà dưa leo anh biết là đắp mặt rất là tốt. Cho nên là nãy vô cái em tưởng là anh sắc sẵn cho em đắp mặt chứ. Lan ơi, hả? Không ai khen càng ngày càng đẹp luôn. Mà người đẹp thường anh... hay có duyên. Anh gọi nói. Anh nói em ngại. Thực sự em ngại thiệt. Giờ này thì thấy công việc của Phương Lan rất là dày đặc nè. Từ sân khấu kịch, rồi đến những bộ phim truyền hình, những bộ phim điện ảnh, rồi quảng cáo nữa. Thì thời gian đâu để em có thể chăm sóc lại cái chế độ dinh dưỡng của mình? Em cũng biết là đúng là công việc của diễn viên như em với anh á, thì mình chạy show rất là nhiều. Cho nên là cái thời gian để mà bản thân mình chăm sóc nó cũng không có nhiều. Em lúc nào cũng ráng luôn sắp xếp để cho nó vừa đủ. Thứ nhất là vừa với lại cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai là mình cũng dành thời gian nghỉ ngơi để mà mình chăm sóc, mình tút tách lại nhan sắc. Đúng. Nhưng mà nói về ăn uống thì em là một người dễ ăn dễ uống hay là một người khó tính trong ăn uống? Em thì dễ ăn lắm. Dễ ăn. Anh thấy rồi đó, qua nhà anh cái làm lăn vô bếp liền, anh không thấy hả? Một lần nữa kiểm chứng xem bạn dễ ăn như thế nào. Xin mời Phương Lan hãy tiến đến khu vực tủ lạnh rất hiện đại đã bị em lục soát ngay từ những giây phút ban đầu. Xin mời. Không cần phải giới thiệu nữa, đây là cái tủ lạnh. Em đã xâm phạm nó ngay từ giây phút đầu tiên. Chính xác. Nhưng mà em có kịp nhìn hết tất cả những tài sản bên trong đó chưa? Thật ra nãy em thấy có rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà tại vì đập ngay mắt em là dưa leo, cho nên là em lấy dĩa dưa leo liền, cũng chưa có thấy rõ bên trong có cái gì. Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị nữa, nhưng bây giờ hãy gặp gỡ những khán giả đã đồng hành theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của Phương Lan. Đó chính là hai bạn fan mang tên Anh Duy và Tuyết Vân. Xin mời. Chào chị. Niềm nở liền. Chào quá. Trời chào Tuyết Vân, chào anh Duy. Dạ. Xinh quá trời. Em chào chị Sa Lan. Biết biệt danh luôn, nãy giờ không dám nói, sợ giận. Dám giận không? Đâu có, em thích đó mà. Biệt danh em thích mà. Chị fan dễ thương nói chứ anh mà nói là nhéo anh rồi. Sa Lan à? Em nhéo anh hồi nào? Phương Lan. Và bây giờ các bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình để cho Phương Lan hiểu rõ hơn nào. Em tên là Tuyết Vân. Quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Hiện giờ em đang kinh doanh đá phong thủy. Đó, giờ các bạn nè. Em tên là Trương Trần Anh Duy và em ở Tây Ninh và hiện em đang là ca sĩ tự do. Cho có vài câu hát thả thính nào nhẹ nhẹ cho Phương Lan không? Em về với anh đi, dâng trời hết tháng ngày dài, mình anh ngâm nỗi nhớ mệt nhoài, chỉ mỗi riêng anh với anh thôi. Trời ơi, anh ơi,
soạn vali đi, em về Tây Ninh liền á. Hát nhẹ nhẹ vài câu là đòi về Tây Ninh, rồi mặc đồ đen giống nhau nữa chứ. Anh ơi, người ta đẹp trai vậy, hát hay nữa. Nếu là anh về không? Nghĩ sao không về? Đó. Mà Tuyết Vân cứ yên tâm, thật sự Phương Lan là một người rất là hòa đồng và cởi mở. Chắc chắn những món ăn ngon, những chia sẻ ngày hôm nay của các bạn sẽ được đồng hành bởi Phương Lan, và Phương Lan cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện để bạn hiểu về gu ăn uống của cô ấy. Chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh này. Xin mời cả nhà. Mở ra nè. Wow. Yeah. Wow. Ủa, mình thấy bây giờ tủ lạnh này rồi mà làm gì mình bất ngờ dữ vậy hả? Không phải, nãy mới dĩ đập, đập cái dĩa dưa leo thôi. So deep. Bây giờ là thấy rất là nhiều. À, chúng ta có rất nhiều món ăn và thức uống. Và bên cạnh đó, có món nào mà Phương Lan không thích, không hợp khẩu vị không? Có chứ. Nhiều hay ít? Một món, hai món là ba món. Như vậy, những món còn lại đều hợp khẩu vị với Phương Lan. Đúng Phương rồi. Lan đều ăn được hết. Cảm ơn bà rất nhiều. Nha, chúng ta nhớ là những hình ảnh này nhé. Và đó chính là những manh mối đầu tiên. Đã có một vài món mà Phương Lan không thích, các bạn vẫn chưa đoán được đó là món gì. Để lát nữa mình vừa thử thách thôi chứ. Và tạo điều kiện cho người ta đi. Cái món đó chua, cay, mặn, đắng hay sao? Vị làm sao? Ở nhà em thì mẹ em hay la em là mất gốc lắm. Tại vì là sao? Quê, quê, quê đâu? Gốc Huế. Gốc Huế. Gốc Huế. Nhưng mà tại vì... Chồng Huế không? Chồng mà ơi, người ta con gái rồi em. Anh nội rắn kia ghê. Tặng một cái là chẹt với chư nữa. Cho còn ngọt ngào. Tặng một cái là chẹt liền. Mẹ vẫn nói được giọng Huế. Nhưng mà tại vì là do em không có ăn cay giỏi. Cho nên ví dụ như mình có thể ăn cay the the thì được. Nhưng mà ví dụ như cay quá thì không ăn được. Cho nên là cũng không có hảo những cái món nào quá cay. Bạn có bị dị ứng bởi những thực phẩm nào không? Có, em có một, hai thứ em không ăn được. Nhất là đồ sống. Đồ sống? Chính xác, cái gì sống là không ăn được. Vậy em đâu ăn trái cây được. Phải nấu lên em mới ăn trái được. Trái cây khác. Một cái gì luộc ăn không táo mà. Không phải, ý nói là động vật sống em không ăn được. À. Và cái thứ hai đó là wasabi. Nồng quá, cay quá. Đúng rồi. Và bây giờ với những dữ liệu đó thì xin mời các bạn bước vào một sân chơi thực sự, hai gian bếp rất chuyên nghiệp đang chờ đón. Xin mời hai bạn. Nào, xin mời Phương Lan. Bây giờ chúng ta phải vượt qua được vòng thử thách đầu tiên để giành lấy quyền ưu tiên chọn lấy món nguyên liệu chính. Bởi vì có hai món nguyên liệu chính, chưa biết được món tủ của mình sẽ là món gì đây. Một là cá lóc, hai là thịt ba chỉ. Đều là hai món ăn rất là quen thuộc, nhưng quan trọng là mình sẽ tự tin với món nào hơn. Và các bạn có 60 giây. Trong 60 giây, cố gắng chạy về phía khu vực trưng bày và lấy thật nhiều lương thực thực phẩm, những món ăn mà các bạn đoán được rằng những món này sẽ hợp khẩu vị của Phương Lan nhất. Sẵn sàng nhé. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi. Cố gắng lên. 60 giây, bắt đầu. Đây, chúc mừng hai bạn vừa kịp ngày giây cuối cùng. Chúng ta cùng nhau kiểm tra bên khu vực của anh Duy nào. Trong 60 giây, bạn đã đem về 1, 2, 3, 4, 5, 5 dĩa đồ ăn. Phương Lan cảm thấy hợp khẩu vị, thích mấy món? Em thích 4 món. Chắc là nhiều đó, nhiều đó. Đáng hay đó. Vậy là trừ ra món nào nào? Cà tím. Số 4 là số nhiều rồi đấy. Dạ. Chúc mừng anh Duy. Chúc mừng. Đây. Wow. Cả một rừng, cả một chợ đồ ăn bên đây nè. Tuyết Vân à, rất là nhanh, bái phục. 60 giây mà đem về nè, không bỏ được cái tấm hốc mất nữa. À, chúng ta sẽ xét đây hai cái lĩnh vực này thành một nha. Là trái cây đi ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xuất sắc. Trong 7 món này thì Phương Lan, bạn thích và hợp khẩu vị với mấy món? Nếu mà nói mà thích và hợp khẩu vị thì hồi nãy là 7 món tổng cộng đúng không? Dạ. Ờ, thì 6 món. Trời, dữ vậy luôn. Em dễ ăn mà. Em nghĩ là chị không ăn được cái này thôi. Cái này mang tính chất tượng trưng nha. Em biết rồi, thật ra là hổng thảo này. À, như vậy là Phương Lan cảm thấy không thích khoai môn lắm. Bên bạn anh Duy là chỉ mới có 4 món thôi. Bên bạn Tuất Vân là thích 6 món. Rõ ràng bạn chiếm được ưu thế. Bạn có quyền chọn lựa nguyên liệu chính ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Dạ. Và đây chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay. Cá lóc và thịt ba chỉ. Thì Tuất Vân, bạn có quyền chọn một trong hai nguyên liệu chính này. Em sẽ chọn cá. Tại vì em thấy hồi nãy chị Lan có thấy chị Lan thích món cá. À, đã phát hiện là cá dưa hồng hay là cá lóc Lan đều thích. Dạ. Phương Lan trao tặng cho cô ấy con cá lóc. Đây. Rất là tươi ngon này.
Harper cũng sẽ thay mặt Phương Lan trao tặng phần ba chỉ cho bạn Anh Duy. Nguyên liệu chính đã có rồi nhưng nguyên liệu phụ vẫn chưa lộ diện. Chúng ta vẫn chưa biết nguyên liệu phụ sẽ là gì đây để có thể có được một công thức thật là phù hợp. Ngay sau đây xin mời Phương Lan cùng với hai fan hâm mộ của chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần để chúng ta tiếp sức thực phẩm, để tìm kiếm xem những nguyên liệu phụ nào sẽ kết hợp với món nguyên liệu chính mà cả hai đang sở hữu. Ưu tiên phụ nữ, ưu tiên người đẹp thì bạn Anh Duy sẽ bước vào thi trước. Mỗi người chơi sẽ có tổng cộng 90 giây. 60 giây đầu tiên, người chơi sẽ tương tác trực tiếp với thần tượng của mình là nghệ sĩ, diễn viên Phương Lan. Và bạn sẽ phải dùng rất nhiều ngôn ngữ nè, hình thể và lời nói của mình. Và đặc biệt không được nói chạm vào từ khóa là đáp án đang xuất hiện trên màn hình nhé. 30 giây tiếp theo, Phương Lan sẽ lập tức chạy đến khu vực trưng bày để lấy toàn bộ những món ăn hợp lệ mà bạn Anh Duy đã gợi ý cho mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Ồ, dễ quá, dễ quá. Món ăn của Hàn Quốc. Món ăn của Hàn Quốc hả? Vị sao, vị sao? Hơi cay cay một tí. Để chế biến, để chế biến. Nhắc tới Hàn Quốc là nhớ kim chi. Yeah. Tiếp. Cái món đầu tiên có thể nấu được chung với lại kim chi. Cơm trộn hả? Hơi khó, mấy chữ. Đậu hũ. 3 chữ. Đúng được 2 chữ rồi, đúng được 2 chữ rồi. Đậu non. Yes. Tiếp luôn. Cái con ở ngoài biển á mà nó có nhiều tua. Bạch tuộc hả? Yeah. Cái này là mình sẽ 4 cháy lên cho 3, nó thơm. A à, tỏi. 2, à, tỏi hành. 1 hành. Đúng một chữ. Hết 60 giây rồi. Lá. 30 giây tiếp theo. Tự tin vào đáp án nào thì lấy món đó. Cái gì mà liên quan tới kim chi hả? Cái gì mà kim chi nè, tàu hủ ki nè, bạch tuộc nè. Cái gì mà phải cháy lên là hành nè, thế nào cũng là hành tím nè. Hành tím nè, kim. Thôi em bưng nguyên siêu thị ra đây đi. Kim chi nè. Lẹ lên. Rồi, di chuyển về phía bên đây. Trời ơi, xưa nhà má bắt bèo mà em bưng mấy này giỏi. Yeah. Lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại đề bài. Xin mời hình ảnh đầu tiên. Kim chi. Đó. Rồi, chúc mừng bạn, một món hợp lệ. Tiếp tục nào, đậu hũ non. Ôi mày quá. Đậu hũ nào, đậu hũ non. Tại vì đậu hũ có nhiều loại đậu hũ đúng không nào? Đúng rồi. Phải là chính xác đậu hũ non. Hợp lệ. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Con gì ngoài biển nhiều tua, quá dễ, bạch tuộc. Đây mới là điều đáng tiếc. Xin mời hình ảnh cuối cùng. Đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em không trả lời được, thật là đáng tiếc. Như vậy là anh Duy chỉ có 3 món ăn hợp lệ mà thôi. Không sao hết, 3 nguyên liệu phụ này vẫn có thể mang lại một món ăn ngon. Nhưng nếu như thiếu hành tím mất thơm. Coi như nó chỉ đẹp ở bề ngoài thôi, nó không có nội tâm bên trong. Không, phải em, có hành tím. Em đứng gần được không? Em cũng thơm lắm. Em ví mình như hành tím luôn hả em? Chứ giờ em không giúp bạn lấy được hành, em chỉ có đứng gần. Em phải chịu trách nhiệm về phần này. Em đã khiến cho Duy mất đi một món nguyên liệu phụ. Nhưng mà ví dụ em có cơ hội để có thể tìm lại hành tím được không? Anh sẽ trao cơ hội cho em. Ok, vậy em sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của Tuyết Vân. Xin mời bạn. Nào Tuyết Vân, bạn nhớ luật chơi chứ? Dạ. Sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này là cái mà bỏ vô canh chua để nó chua á. À me. Wow. Đây là một cái loại lá mà dài dài xanh xanh, có cái lá tròn ở phía trước. Dài dài xanh xanh. Để nó canh chua. À bạc hà đậu. Đúng quá. Rồi, đúng rồi. Hay bạc quá. Hà. À đây là một cây trái, nó có mắt màu vàng. Mắt màu vàng. Mình gọt vỏ. Thơm. À đây là một cái trái màu đỏ. Ớt. À không phải ớt, đồ màu đỏ màu tròn. Đỏ tròn cà chua. Đúng rồi chị ơi. Còn đây là một cái cạp, nhưng mà mình hết giờ rồi. Hết 60 giây rồi. Hết 60 giây rồi. Nào, tiếp tục 30 giây tiếp theo. Lấy những món hợp lệ trong khoảng thời gian quy định. Cà chua nè. Mẹ nè. Ráng nha. Bạn mà làm rớt đồ ở giữa đừng đi là sẽ bị coi như mất lợi thế nha. Nhanh lên nào. Hay quá. Rất nhanh. Tuyệt vời, thời gian cũng vừa kết thúc. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta kiểm tra lại đề bài. Hình ảnh đầu tiên là me, quá dễ, nó còn chua, bỏ me vô cho chua. Tiếp theo nào, bạc hà, xuất sắc. Tiếp tục nào, thơm hoặc dứa, nhiều mắt, màu vàng, chính xác, gọt vỏ. Hình ảnh thứ tư, cà chua, đúng món tủ của Phương Lan luôn. Và đó là những hình ảnh hợp lệ trong vòng 60 giây. Chúc mừng bạn với 4 nguyên liệu phụ. Chúng ta hãy đến với hình ảnh cuối cùng. Đậu bắp. Đây là một trong những nguyên liệu phụ rất quan trọng để tạo nên độ sánh cho món. Đúng rồi, nó sệt sệt đó. Đậu bắp tốt.
Như vậy là Tuyết Vân, bạn cũng vẫn đang bị thiếu một món nguyên liệu phụ. Trách nhiệm thuộc về cô gái xinh đẹp. Nên bạn phải chịu trách nhiệm nha. Ngay sau đây sẽ là vòng tiếp theo. Xin mời quý vị đến với Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý khách thân mến, quý khách hãy sẵn sàng bước vào vòng tiếp theo của Khẩu Vị Ngôi Sao quý khách nhé. Quý khách biết đây là gì không? Bong bóng. Chính xác, rất giỏi, rất thông minh. Bong bóng, quý khách có rất nhiều sự lựa chọn. Một, nuốt. Hai, thổi. Quý khách chọn cái nào? Bạn phải thổi lần lượt tất cả 4 trái bóng này. Sau khi thổi xong, bạn phải làm nổ nó. Trời bằng ơi. Vòng 3 của mình. Ok, bởi vậy mới set up cho cái ghế ngồi chứ đâu mà rảnh mà. Ai cũng đứng là em được ngồi đó em. 3, 2, 1, bắt đầu. Thổi đi em. Thổi liền em ơi. Nhanh lên em. Rồi bây giờ quay ngược lại đi cho nó đỡ trong mặt. Rồi xà lan lan can nè. Tới bến luôn xà lan lan can. Cho nó bãi đi, bãi đi. Chương trình hại rồi đúng không? Không, cái luật nó vậy rồi em ơi. Ráng lên xà lan lan can rồi tới bến luôn Tài ơi. Cổ lên. Này. Cái gì vậy? Được không chị? Dạ. Không, chị đứng sau, chị ngồi sau cũng được hết chị. Dạ. Xoay đi. Vô tới bến xà lan lan can nè mà. Vô mà, nhưng mà con xà lan lan can nè. Con người đẹp chúng tôi nè. Hồi nãy giờ có một chiều à, quay ngược lại chờ đợi chóng mặt. Ôi trời ơi, tốc độ có nhiêu đâu, có nhiều cây số giờ chạy cho hết. Xe như phân khối là chạy bấy nhiêu khối luôn nè. Rồi vô ra đó. Trời ơi, chất lượng như một trái dưa hấu luôn cưng à. Trời. Cổ lên xa lăng lăng. Hai người phải thương tôi nhiều nha không? Cố lên chị ơi. Oh, are you ready? Ok baby. Vô kìa. Giờ sao ghế? Sao ghế thông minh mà. Muốn làm gì làm, kệ nó đi. Cái hơi đó đẩy. Ráng lên kìa. Buồn mong chân nhớ. Em ngồi đây. Anh ngồi đây. Cái này nó tự bẻ. Tự bẻ hay em lấy móng tay em bóp nó. Không, móng tay em tròn. Móng tay em tròn. Trời ơi, dài cả mét thì móng tay em tròn. Không phải, nó em cũng bị hết hồn mà. Thế hồi nãy em đẹp biết bao nhiêu. Em như con tim. Anh không thấy sao. Em tàn tạ luôn á. Mà vui. Chịu. Okay, chỉ cần hai bạn có nguyên liệu được rồi. Nhưng mà hai bạn quan trọng, hai bạn có chấp nhận cái phần vừa hết vừa rồi của Phương Lan không? Dạ chị chấp nhận chứ anh. Có mà. Anh chị có hả? Dạ. Phương, ok không? Rất tuyệt vời ạ. Tuyệt vời luôn hả? Dạ. Chấp nhận sự phá nguyên tắc của em. Vì sự cầu xin của các fan hâm mộ, chúng tôi quyết định trao những nguyên vật liệu phụ đang bị thiếu dành cho cả hai người chơi. Nào, xin mời các bạn. Đây chính là hai nguyên liệu phụ bị thiếu của anh Duy và Tuyết Vân. Hành tím đã chính thức thuộc về anh Duy. Em bị xoay nó ảnh hưởng tới CPU rồi rớt thì nhớ lần nữa hả? Anh cố tình chơi em. Bây giờ không gian riêng sẽ dành cho hai bạn tập trung nấu thôi càng ngon. Đúng rồi. ba không ba dạ thôi để em bưng luôn. Ủa xong rồi nè. Ủa xong rồi nè. Nào nhanh nào nhanh nào thơm nhanh nào quá nè. Ôi chứa chan tràn đầy luôn em thấy không. Trời wow. Ơi rồi bây giờ chúng ta sẽ mời hai bạn Tuyết Vân và anh Duy di chuyển về phía bên ghế bên đây để chúng ta chia sẻ một chút xíu cảm xúc nữa.
Và bây giờ hai thành phẩm, hai siêu phẩm luôn, một bên phong cách Hàn Quốc, một bên phong cách Việt Nam, bạn sẽ chọn món nào để thưởng thức trước? Hàn Quốc. Thì với món ăn này thì không biết là anh Duy, bạn đặt tên món ăn là gì? Dạ, món ăn tình yêu. Món ăn tình yêu. Món ăn tình yêu. Món ăn tình yêu. Húp cho trọn nha cưng. Từ nè, Lan, con gái Lan, Lan. Em giỡn thôi, giỡn thôi, chứ ai mà làm đâu, như vậy. Đâu, để anh đây nè, đàn ông nè, ga lăng nè. Chứ nãy anh không ngăn là em cũng tính ăn thiệt đó. Cái đó ở nhà, hay không? Trong chiến tranh này. Nhưng chất chứa tình cảm của fan hâm mộ đó. Cũng hy vọng là vậy. Trời ơi, em ơi, em mở miệng ra em phải mở mắt luôn hay em. Phương Lan cực kỳ thích. Sao vậy? Ngon, ngon mà nhức nách luôn á, giật cái mắt luôn. Ngon mà phản ứng hóa học vậy luôn hả? Thiệt, dữ thiệt. Cái tinh tế của bạn anh ở đây á, trời cay luôn. Hồi nãy em có nói là cay quá em ăn không được. À, cho nên là bạn nên rất là vừa phải. Đúng rồi, để ý như vậy. Lắng nghe từng lời của người đây đẹp nói. Đây đúng là cái món tình yêu thật sự. Yêu chưa? Dạ chưa. Đó, Lan. Bữa giờ đang rất hot cái kiểu mượn rượu tỏ tình á. Lấy em chai rượu đi anh. Từ từ em. Ở đây có mượn anh tỏ tình được. Ờ vậy hả? Cũng nồng nàn tình yêu mà. Dành tặng một hành động cho cái món này của bạn. Wow, đó, đáng yêu quá. Chúc mừng món ăn tình yêu của anh Duy. Tuyệt vời. Nào, xin mời bạn. Ngon quá thật rồi, sự. Con Nương đã quay trở về với khẩu vị của mình. Ha. Em mới vừa tới sân bay một cái là em phi về đây đó, để thưởng thức liền. Về Việt Nam rồi. Đúng rồi, em về Việt Nam. Mình quay trở về số 0 ha. Đúng rồi. Bạn sẽ đặt tên món ăn này là gì ạ? À? Dạ là ấm áp gia đình ạ. Ồ, một bên là món ăn tình yêu, một đi bên là đi xa trở về. Đi xa để trở về mà. Trở về một cái là có gia đình liền. Đây, anh sẽ mời em nhé. Và chắc chắn là những người nghệ sĩ luôn luôn cảm thấy tủi thân bởi những bữa cơm gia đình bị thiếu vắng của mình. Đậu bắp. Sao? Nó không có bị chín quá. Vậy có nghĩa là nó còn sống. Không. Hồi nãy em nói em không khăn được những món sống đúng không? Không phải, có nghĩa là đậu bắp có mềm nhưng mà nó vẫn có được cái sực sực. Giòn. Đúng rồi. Vẫn giòn. Và cái hay cho em đó. Em thích ăn cái đó. Rồi em xin phép thử rồi, cá nha. Ăn miếng cá nè. Giờ quan trọng miếng cá nè. Cá mềm, nói chung là vừa chín tới và đặc biệt ăn không có mùi tanh. Vì em đã chiên sơ qua trước đó chị. Khi mà chiên sơ qua trước đó thì cái cá đó nó sẽ không có mùi tanh và cái thịt của nó cũng chắc hơn. Đúng rồi. Wow, cảm ơn bạn đã chia sẻ một bí kíp rất là hay khi mà nấu canh chua để giảm mức độ tanh của cá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chính xác, chính xác. Vậy cả hai món ăn đều rất là thành công đúng không nào? Như vậy bạn phải xoắn não hơn rồi đó. Hãy cho chúng tôi biết được kết quả cuối cùng thế nào. Đây chính là món canh chua cá lóc. Yeah, như vậy Tuyết Vân là người chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Và chúc mừng người về nhì, đó chính là. Nhưng mà thật sự rất là ngon luôn. Ta-da! Và đây chính là phần quà dành cho món ăn đã giành lấy phần chiến thắng. Đó chính là món canh chua được mang tên ấm áp gia đình. Và xin mời diễn viên Phương Lan sẽ trao tặng phần quà này cho bạn Tuyết Vân. Đây, xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Phương Lan đã tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và cảm ơn cả hai bạn Tuyết Vân và anh Duy đã gửi gắm những thông điệp rất hay, tình yêu và gia đình. Chính những yếu tố đó khiến cho những bữa cơm gia đình càng thêm ấm áp hơn. Và chúc quý vị sẽ luôn tràn trề những sức khỏe, niềm vui, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và Rapper xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.